Chào mừng anh chị em và bà con cô bác đã quay trở lại, mình là Sốc Heo. Và hôm nay là 19, ngày mai là 20 tháng 10, tức là ngày Phụ nữ Việt Nam. Không biết anh em đã chuẩn bị bỏ tiền cho nó bay ra khỏi túi để tặng quà anh chị em hay chưa? Mình thì cũng chưa biết phải mua gì, nhưng mà rất may là hôm nay mượn được một đống các loại chuột nhắt cực kỳ thú vị đến từ An Phát. Thì đây là chuột của thương hiệu Daeyu. Daeyu á, đó không biết đọc Daeyu, đọc Daeyu. Nếu mà Daeyu thì dịch tiếng Việt nghĩa là thách mày. Nó không biết là thách cái gì. Hôm nay có rất nhiều chuột và có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Ở đây có 2, 4, 5, 6, 7, 8 con. Đó, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ những con chuột này. Nó là chuột không dây, rất thích hợp dành cho chị em, với cả kiểu dáng rất là cute, form mai que, các thứ. Mỗi con chuột này có giá loanh quanh 300.000, có thể hơn, có thể kém, mình không nhớ rõ, nhưng mà tầm đó thôi. Giá rất là dễ chịu, có thể làm quà tặng. Đó, anh em nào mà mới có gấu hoặc là chuẩn bị cưa cô nào, chuẩn bị ngỏ lời thì tặng con chuột này đảm bảo ăn tiền luôn. Bởi vì bây giờ học sinh sinh viên hay là các bạn làm văn phòng thì kiểu gì chả có laptop, là kiểu gì chả có máy tính. Tặng luôn con chuột không dây dễ thương như này mà cầm đi đây đi đó, quá tuyệt vời luôn. Tiếp này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những con chuột này, một phần là để review và một phần là để giới thiệu cho mọi người những cái món quà rất là hay để tặng chị em. Thì cái hộp nó đây, đó, cái hộp nó trông như thế này. Thì thực sự nó bình thường không gì cả, chúng ta có bọc giấy ở dưới và hãng báo bán tặng kèm cả pin luôn, anh em đỡ phải mua pin. Đây là pin 2A, nó pin bình thường kiểu đồng hồ ấy, nó gọi là hạt pin con thỏ ấy. Đấy, đây là cái vỏ trông rất dễ thương như này, có thể hiện luôn là chúng ta có là chuột là hình con gì đó. Rồi hãy bắt đầu bằng mình thích đơn giản trắng và đen, nhưng con này đen quá, mình chọn thẳng con ở giữa nó xem. Đây là con chuột có hình gấu trúc, mình không nhầm, cute panda. Thế tất cả mẫu chuột này ở đây đều có chữ cute đằng trước, mỗi một con gì đấy xong một tên đằng sau chữ cute đằng trước, kiểu chuột dễ thương ấy. Ở đây chúng ta có thấy là logo của nhà sản xuất là Daeyu, thách mày, model đây là LM115G đó. Sử dụng pin 1.5V 10mAh ở bốn góc. Thì chúng ta sẽ có 2 feet ở trên, ở dưới thì có 1 feet thôi, tổng cộng là 3 cái feet, khá là trơn tru và dễ sử dụng. Mắt đọc nằm ở đây và nút bật tắt on off rất đơn giản thôi, chuột không dây các bạn biết hết rồi. Cậy chỗ này lên, bên trong có pin chứa một pin 1.5V, đây là pin 2A nhé các bạn nhé, và đầu thu 2.4GHz ở đây đó. Ngoài lưu ý đây là chuột 2.4GHz, thế nên là chúng ta sẽ cần cái đầu thu chứ không phải là chuột Bluetooth rồi. Ở bên trên con chuột này thì rất ít chuột không dây giá rẻ mình thấy có thiết kế ngon như này. Nhất chúng ta đương nhiên có nút chuột trái, chuột phải rồi, chuột nào chẳng có. Một con lăn, ở đây con lăn được bọc cao su luôn, rất là chất. Ở giữa thân chuột là nút DPI, đúng vậy, rất ít mẫu chuột không dây giá rẻ mà lại có cái nút này ở lưng. Các bạn để chuyển giữa 800, 1200, 1600 DPI để tùy ứng dụng bạn tốc độ chuột nhanh hay chậm của bạn cần khác nhau. Đó, con lăn bọc cao su rất là sướng, thiết kế kiểu nhựa sần sần, sướng rất là đã tay. Và cái form này mình cực kỳ thích bởi chúng ta có phần lõm ở bên phải để dựa vào ngón tay đeo nhẫn vào đây. Đó, cầm chuột rất chắc và trọng lượng rất là vừa phải, không quá nặng. Ở bên cạnh trái các bạn có thêm một điểm đặc biệt nữa là chúng ta có nút back và nút forward. Rất ít chuột không dây, mình nhắc lại, rất ít chuột không dây giá rẻ mà lại có nút này bên thân, bấm cũng rất nảy và dễ chịu. Thì các bạn có thể lướt web, có thể chơi game làm nút phụ được, có thể lướt web thì back và forward cực kỳ tiện luôn. Đó, một con chuột rất là nhỏ nhắn xinh xắn, mặc dù mình là tay to nhưng mà cầm vẫn khá là thoải mái. Đấy, mình cầm thử cho anh xem. Đó, cầm khá dễ chịu. Ngón tay cái mình sẽ đặt ở đây và ngón tay áp út là ngón tay đeo nhẫn sẽ đặt ở đây, rất là dễ chịu. Con lăn bấm sướng và chúng ta có nút chuyển DPI cũng như là cái nút back forward. Và cái đầu thu 2.4GHz này thì khoảng cách xa nhất của nó là 10m, cũng rất là cơ bản cho chuột bình thường thôi. Cái đặc biệt ở con chuột này trong mức giá của nó, thứ nhất là thiết kế đẹp trẻ trung. Đó, chúng ta có rất nhiều nút chuyển cả DPI, cả backward và forward mà rất ít chuột trong tầm giá này có được cái nút đấy. Đó, và thiết kế đẹp trẻ trung nữa. Chúng ta sẽ cùng xem các cái mẫu khác. Ở đây mình có con khỉ này, đấy 5 tuổi, nhìn rất là đẹp luôn. Màu nâu kiểu rừng rậm, lá cây các thứ, hoặc là mặc dù bạn của bạn không phải là tuổi khỉ mà bạn vẫn có thể tặng cho, bởi vì nếu kiểu bạn của bạn là kiểu lông lá chẳng hạn, người con gái nào đấy mà kiểu chân nhiều lông thì tặng con chuột này cũng được, ý là mày nhiều lông lắm. Chúng ta có hình ở đây là con gấu cute be, cũng kiểu rừng rậm lông lá giống khỉ, có hình người chui trong. Ở đây chúng ta có sư tử đấy, cái này cực tuyệt vời. Bạn nào mà có con gấu cửa hó nào kiểu giữ như sư tử Á Đông ấy, tặng cho sư tử này. Đấy, bảo là anh thấy em dễ thương như con sư tử, đấy là người yêu là biết ngay là lý do tặng là gì rồi. Ở đây là con gì đây? Đây là con cừu à? Con cừu. Cái này thì lại còn màu hồng nữa, rất là cute for my que, tặng cho các bạn nữ tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là không có bạn nữ nào ghét màu hồng cả. Mình kiểu không thích màu hồng thì kiểu gì cũng thích con cừu, cừu dễ thương này cơ mà. Đó, kiểu rất là hay. Ở đây chúng ta có con mèo màu tím. Đó, tất cả xung quanh thân chuột màu tím hết. Ví dụ như cái mẫu này ở đây thì nó màu nâu hết cả tận đít luôn. Con này thì màu xanh hết tận đít. Đó, cái này thì màu tím tím đen đen, là màu con mèo, kiểu mèo của Sabrina phù thủy nhỏ ấy. Đây là màu cửa hó gì đây? À, đây là con cửa hó, đúng rồi.
đây là hình con chó Cucutedoc. Nó màu xanh lam, màu xanh cyan khắp xung quanh thân. Và hình con chó ở đây nhìn rất là ngu si. Hay vãi. Rất nhiều cái con vật các bạn chọn. Và nếu bạn vẫn thích con chuột không dây giá rẻ, nó vẫn có form tầm ngon như này, nghiến nút như này, và không thích màu mè, thì các bạn để chọn con này. Nó cũng là một con chuột y hệt trong cái số model này, nhưng mà nó là chuột màu đen hoàn toàn từ đầu đít, và logo đầy đủ đây. Đó, cái form này cầm rất thích, mình rất thích cái form này của họ. Làm cầm rất thoải mái, mặc dù vẫn nhỏ gọn nhưng mà không bị khó chịu, gọi là bị cụm tay vào khi cầm. Cầm vẫn rất là thoải mái. Và các bạn vẫn có nút DPI ở đây. Tóc lại đen xì hết từ đầu đến chân. Đó, và đó là 8 con chuột đến từ thương hiệu Deyu. Sử dụng pin con này cũng khá là lâu. Mình dùng cái con chuột này là gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy phải thay pin, mặc dù chỉ là một pin AA thôi. Chưa thấy phải thay pin thì mình nghĩ là con này pin khá là ngon. Và thêm một điểm nữa là khi anh em mua con chuột màu đen này thì giá nó sẽ rẻ hơn mấy con chuột kia. Rẻ hơn khoảng tầm 100.000, nên khá là thơm. Vậy là mình đã vừa giới thiệu đến mọi người một số cái mẫu chuột không dây đến từ thương hiệu Deyu, bán bởi anphatpc.com.vn. Rất dễ thương, có tính năng khá là ngon, nhiều nút bấm, rồi nào là pin lâu, rồi thiết kế đẹp trẻ trung, form ngon, dễ cầm. Thì hy vọng anh em đã có thêm một số lựa chọn, coi như là quà tặng dành cho chị em trong ngày 10 tháng 10. Và hôm trước thì mình cũng dùng một cái bàn phím của Deyu, Tenkeyless, khá là ngon, nhưng giá lên quanh 6-700 nghìn thì thôi, mà có đèn LED và form thiết kế ổn, phông chữ đẹp, không bị kiểu tàu. Đang định review đấy, nhưng mà hơi bận. Không biết anh em có muốn xem một video review về bàn phím cơ nữa không, mà giá rẻ, thì mời anh em bình luận bên dưới, mình sẽ làm thời gian sớm nhất. Và video hôm nay dừng lại tại đây thôi. Hy vọng anh em cảm thấy video hay và thú vị. Và tất cả sản phẩm này, link đều có dưới phần mô tả video của anphatpc.com.vn. Anh em có thể click vào để xem giá bán cũng như thông tin chi tiết. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video khác. À, nhớ subscribe nhá, miễn phí mà.